thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. 5 năm qua, lực lượng vũ trang huyện Long Hồ đã tích cực hăng hái hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua quyết thắng. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Xây dựng cho cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ có lập trường tư tưởng vững vàng, tinh thần thi đua quyết thắng, Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Hạnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Lực lượng dân quân tự vệ tham gia học tập huấn luyện nghiêm túc, đảm bảo tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và là lực lượng xung kích cùng với lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Từ những việc làm trên, Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Hạnh là đơn vị đầu tiên được công nhận vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Thì để thực hiện đơn vị đạt vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu như ngày hôm nay đã quán triệt trong Ban Chỉ huy quân sự xã là 5 nhiệm vụ chủ yếu như xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tổ chức biên chế đúng quy định, huấn luyện giỏi, rồi khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt là nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ khác. Nhận thức tầm quan trọng của phong trào thi đua quyết thắng trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Long Hồ đều cụ thể hóa các nội dung chỉ tiêu thi đua sát với điều kiện tình hình nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang huyện. Nét nổi bật là qua phong trào, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện luôn đoàn kết tích cực chủ động khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong tình hình mới, góp phần tạo động lực thúc đẩy thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tập thể Ban Chỉ huy quân sự huyện đã được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng, cờ thi đua cấp quân khu. Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền 2020-2021-2022. Xây dựng cái đơn vị vững mạnh mẫu mực thì trước hết là phải gương mẫu, người đứng đầu cơ quan đơn vị phải gương mẫu, chuẩn mực để cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị noi theo, là triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và các phong trào thi đua quyết thắng của năm, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ. Nó cụ thể như là công tác sẵn sàng chiến đấu thì chúng ta phải rèn luyện thường xuyên để cho anh em nắm chắc các cái tình huống có thể xảy ra. Phong trào thi đua quyết thắng đã động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện chung sức đồng lòng tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhìn lại phong trào thi đua quyết thắng 5 năm qua, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Long Hồ rất tự hào, phấn khởi trước sự phát triển liên tục, toàn diện, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn huyện ngày càng vững chắc.